Xin chào tất cả các bạn, quay lại với chúng ta ngày hôm nay. Đó là một chủ đề cực kỳ hấp dẫn mà rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta đang quan tâm. Đó là cách làm sao để cho bắp chân của chúng ta trở nên thon gọn. Hãy quan sát trên màn hình, giữa hình A và hình B bạn sẽ chọn hình nào? Nếu như bạn chọn một đôi chân dài, săn chắc và mềm mại như hình A thì đây chính là video dành cho bạn. Một đôi chân thon dài và săn chắc luôn là ao ước của rất nhiều cô gái. Hãy theo dõi đến hết video ngày hôm nay để chúng ta nhận được phương pháp giúp cho đôi chân của mình săn chắc các bạn nhé. Tương tự như các video trước thì cấu trúc của bài chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta vẫn là tìm hiểu nguyên nhân khiến cho bắp chân của chúng ta bị to. Và song song với những nguyên nhân, chúng ta sẽ có từng giải pháp phù hợp để giúp chúng ta cải thiện tình trạng bắp chân bị to. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung chính của ngày hôm nay. Nguyên nhân đầu tiên khiến cho bắp chân của chúng ta bị to đó chính là mỡ thừa trên cơ thể. Chúng ta hãy quan sát hình ảnh trên màn hình. Đây là những hình ảnh mỡ thừa tích tụ ở những bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Trường hợp nếu như bắp chân của bạn bị to, có thể bạn đang rơi vào trường hợp thứ 5 trong số 6 trường hợp trên đây. Giải pháp để giúp bạn loại bỏ mỡ thừa trên cơ thể, đầu tiên phải kể đến việc luyện tập. Các bạn có thể tham khảo một số dạng bài tập cường độ cao ngắt quãng, ví dụ như Tabata, HIIT, LIS, hoặc yoga, Pilates, bơi lội. Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc giảm mỡ thừa trong cơ thể đó chính là một chế độ ăn uống cân bằng. Thay vì sử dụng những loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe, ví dụ như những loại thức ăn chế biến sẵn, những loại thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản, đường bột, những cái chất béo xấu, thì chúng ta hãy thay vào đó bằng một chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Là một chế độ dinh dưỡng cân bằng giữa nhóm đường bột, đạm, béo. Uống đủ lượng nước theo nhu cầu của mỗi người. Một yếu tố cuối cùng hỗ trợ việc giảm mỡ thừa trong cơ thể đó là hãy thiết lập cho mình một chế độ sinh hoạt hợp lý. Sự hợp lý ở đây chính là chúng ta sẽ tuân theo đồng hồ sinh học của cơ thể. Nguyên nhân thứ hai khiến cho bắp chân của chúng ta trở nên to và thô kệch đó là sai tư thế. Vì sai tư thế sẽ dẫn đến sự mất cân bằng về cấu trúc xương khớp, khiến một vùng sẽ chịu áp lực nhiều hơn so với những vùng còn lại. Những khu vực chịu áp lực nhiều hơn thì cơ bắp những khu vực này sẽ có xu hướng to hơn so với bình thường. Đầu tiên phải kể đến ở đây đó chính là việc chúng ta đi bộ sai tư thế. Việc đi bộ sai tư thế, thường thì mọi người sẽ đáp xuống bằng mũi chân và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bắp chân của chúng ta to hơn. Đi bộ đúng cách, các bạn có thể quan sát trên màn hình. Khi di chuyển, hãy chắc chắn rằng chúng ta đã siết được phần cơ trọng tâm, lưng thẳng, mắt hướng thẳng về phía trước. Phát lực bằng cơ đùi trước và khi đặt, chúng ta sẽ đặt gót chân xuống sàn thay vì đặt mũi chân. Tiếp theo là một dạng lệch cấu trúc cơ thể. Đây là trường hợp đầu gối bị căng cứng, có xu hướng bị đẩy về phía sau quá nhiều. Nên đây là nguyên nhân chính khiến cho bắp chân và cơ đùi trước dày và trở nên thô kệch. Về cách khắc phục, đầu tiên là chúng ta cần nhận thức được tư thế đứng của mình. Đối với những người trường hợp bị căng đầu gối, khi đứng chúng ta hãy trùng nhẹ hai gối của mình và từ từ điều chỉnh trở về một tư thế đứng thẳng. Về bài tập giới hạn trong video chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở việc kéo giãn cơ gân kheo. Còn chi tiết để cải thiện tình trạng căng đầu gối, hẹn gặp lại các bạn ở một video chia sẻ khác. Sẽ có sự trình bày kỹ lưỡng hơn về nguyên nhân cũng như là các giải pháp khắc phục. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái cấu trúc mất cân bằng nữa, đó chính là chứng bàn chân dẹt. Cũng như những sự mất cân bằng mình đã trình bày ở các phần trước thì bàn chân dẹt
cũng khiến cho bắp chân của chúng ta trở nên to và thô kệch hơn. Và sau đây là những bài tập phổ biến giúp cải thiện tình trạng bàn chân dẹt. Những bài tập này sẽ giúp chúng ta khôi phục lại cấu trúc mái vòm của lòng bàn chân, tăng cường sự đàn hồi ở lòng bàn chân, đưa trọng lượng cơ thể về đúng trọng tâm của nó. Ngoài ra, việc chúng ta thực hành các bài tập này còn giúp massage lòng bàn chân, giúp giảm đau trong việc viêm cân gan chân. Mỗi bài tập như vậy, các bạn có thể thực hành 30 giây hoặc lâu hơn. Cơ trọng tâm, cơ mông, cơ đùi yếu cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bắp chân phải chịu áp lực nhiều hơn. Và đây, điều này sẽ khiến cho bắp chân của chúng ta trở nên to và thô kệch hơn. Để khắc phục, chúng ta cần tăng cường các bài tập, tập luyện sức mạnh cho cơ trọng tâm, cơ mông và cơ đùi. Bài tập có thể kể đến ở đây là squat và plank. Plank là một bài tập toàn diện cho cơ trọng tâm, mông và đùi. Tùy theo tình trạng thể lực và sức khỏe của mọi người mà chúng ta có thời gian giữ thế dài ngắn khác nhau. Ví dụ như đối với những người mới, chúng ta hãy bắt đầu với 30 giây và sau đó mình sẽ tăng dần theo khả năng chịu đựng. Về squat, chúng ta có thể thực hành mỗi lần như vậy trong 3 hiệp và mỗi hiệp chúng ta có thể thực hành từ 10 cho đến 15 lần. Về kỹ thuật thực hành, các bạn có thể tham khảo trên các video hướng dẫn trước của Hà Liên. Và nguyên nhân cuối cùng ở đây khiến bắp chân của chúng ta bị to, đó chính là cơ bị bó chặt, trở nên căng cứng. Vậy nên giải pháp của chúng ta đó chính là những bài kéo duỗi cơ bắp chân và những bài massage giúp làm mềm và tăng sự đàn hồi của nhóm cơ này. Như các bạn có thể thấy trên màn hình, đây là một bài massage bắp chân điển hình bằng dụng cụ. Về thời gian sẽ không giới hạn, tùy vào sự cảm nhận của chúng ta. Trên màn hình là những bài tập yoga giúp kéo duỗi cơ gân kheo. Chúng ta có thể sử dụng dây để hỗ trợ như trong hình. Về thời gian, chúng ta có thể giữ từ 3 đến 5 hơi thở hoặc lâu hơn. Và đây là kết quả của việc áp dụng đúng những phương pháp để sở hữu một đôi chân dài miên man và săn chắc. Hãy theo dõi Facebook của Yoga Home để nhận được thật nhiều bài tập bổ ích các bạn nhé. Chúc các bạn luyện tập hiệu quả và hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ tiếp theo.